Xin chào các bạn đã đến với buổi livestream của nha khoa Sunshine Dental Clinic. Hiện tại thì chúng tôi đang đột nhập vào phòng tiểu phẫu của bác sĩ Bình. Vậy thì trong buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá kỹ thuật của bác sĩ Bình sẽ nhổ răng như thế nào vậy, và tại sao nha khoa Sunshine lại trở thành một trong những cái thương hiệu rất là uy tín cũng như là rất là nổi tiếng được lòng khách hàng về dịch vụ tiểu phẫu trong nha khoa. Và trong đấy thì nhổ răng khôn là một trong những cái lợi thế mà nha khoa Sunshine Dental Clinic hiện nay đang đạt được ở trong dịch vụ răng hàm mặt. Và như theo dõi trên màn hình thì chúng ta đang có khách hàng là anh Nguyễn Huy Hoàng. Với hôm nay thì anh Huy Hoàng sẽ nhổ 4 chiếc răng 8, trong đấy có 2 chiếc răng 8 hàm dưới là mọc lệch hoàn toàn 90 độ, và chỉ có 90% cái phần răng của anh khách hàng này là nằm ở phía dưới phần níu, còn chỉ níu ra một phần rất là bé ở bên trên cung hàm thôi. Và hơn nữa là 2 chiếc răng hàm trên thì đây là 2 chiếc răng đối với răng dưới, chính vì vậy mà việc không nhổ răng thì cũng sẽ dễ dàng khiến răng bị trễ xuống này, và cũng gây tình trạng là ăn nhai khó khăn hơn. Và hơn nữa là nếu các bạn có tìm hiểu qua về chức năng của răng 8 thì hầu như là nó không hề rõ ràng, và cũng như là cái lợi ích mà nó mang lại thì không rõ ràng như vậy, trong khi những cái tác hại mà cũng như là những cái biến chứng mà nó gây ra thì rất là lớn, mà chúng ta có thể biết qua như là việc sâu răng cũng như là đâm vào vùng răng lân cận để ảnh hưởng những cái vùng răng lân cận. Và hơn nữa là cái việc vệ sinh những cái chiếc răng trong cùng như vậy rất là khó, và nó sẽ tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây cái sức khỏe răng miệng của chúng ta sẽ đi xuống rất là nhiều. Chính vì vậy mà rất nhiều khách hàng đến với nha khoa Sunshine và yêu cầu bác sĩ Bình nhổ luôn 4 răng cùng một lúc, bởi vì là chỉ trong một cái lần đến nha khoa thôi thì mình sẽ xử lý sạch sẽ hoàn toàn những cái bệnh lý về răng, và chúng ta sẽ chỉ mất tầm khoảng 30 phút thôi là đã có thể xong cái quá trình mà một cái quy trình nhổ răng 7 bước như vậy rồi. Vẫn đùa rằng là thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta đã chấp nhận là cái việc nhổ răng khôn rồi, chịu đau một lần thì sẽ tốt cho các bạn hơn. Chỉ mất một thời gian rất là ngắn thôi, chúng ta đã có thể phục hồi hoàn toàn rồi. Và như các bạn theo dõi trên màn hình thì bác sĩ Bình đang thao tác rất là cẩn thận để có thể bóc tách cái phần mô mềm của bệnh nhân và tiến hành nhổ răng theo đúng cái quy trình của châu Âu mà nha khoa Sunshine mang đến cho khách hàng các bạn nhé. Nhiều các bạn khách hàng cũng thắc mắc với nha khoa Sunshine là không biết là nhổ răng có đau không nhỉ, và cái quá trình mà bác sĩ thao tác bóc tách mô mềm cũng như là mở xương như vậy thì không biết là chúng ta có khó chịu hay là cảm giác đau đớn không. Thì như những cái chia sẻ của bác sĩ sẽ trao đổi trước cho bệnh nhân thì hoàn toàn không đau, bởi vì là nó chỉ tương tức cái khoảng thời gian đầu mà chúng ta tiêm tê toàn vùng thôi, còn sau khi mà đã tiêm thuốc tê rồi các bạn sẽ hoàn toàn không cảm nhận thấy là bác sĩ đang thao tác trong khoang miệng của mình đâu, mà những cái thao tác của bác sĩ cũng như có những cái kỹ thuật lâm sàng rất là tốt rồi. Chính vì vậy mà sẽ rất là nhẹ nhàng cũng như là đúng với những cái phác đồ mà bác sĩ điều trị. Các bạn có thể thấy là kỹ thuật của bác sĩ Bình thì rất là nhẹ nhàng thôi, và hơn nữa là với công nghệ máy DNA mà nha khoa Sunshine đầu tư thì thiết kế rất là nhỏ gọn, tuy nhiên là cái công suất mà máy DNA đạt được là rất là lớn, với chỉ một cái đầu kim rất là bé thôi. Với cấu tạo đặc biệt thì nó có thể chia cắt những cái phần thân răng rất là cứng, cũng như là có thể giúp bóc tách cái phần răng của người ta những cái màu rất là bé thôi, chỉ tầm 1 đến tầm khoảng 5mm. Chính vì vậy mà bác sĩ sẽ chỉ cần dùng một cái lực cơ học rất là bé, sau đấy đẩy nhẹ chiếc răng lên và lấy hết răng ra khỏi cung hàm rất là dễ dàng, và hoàn toàn không tác động đến cái vùng cung hàm. Chính vì vậy mà cái việc sinh ra sau nhổ là hoàn toàn không có tại nha khoa Sunshine các bạn nhé. Và hơn nữa là nếu các bạn đã theo dõi nhiều những cái feedback của khách hàng mà nha khoa Sunshine đã đăng tải trên fanpage rồi, thì các bạn cũng biết đấy, rất là nhiều khách hàng về nhà mà không cần uống thuốc giảm đau luôn, và cũng có nhiều khách hàng đến với nha khoa Sunshine và trách móc rằng tại sao nhổ răng mà lại không đau như vậy, và chị chưa cảm nhận thấy đau thì đã nhổ xong rồi,
quá là mất cái phần chi phí như vậy mà chị lại chưa cảm nhận được đâu đấy những cái lời trách móc như vậy của khách hàng đến với Nha Khoa Sunshine. Thật sự là Nha Khoa rất là hy vọng là có ngày càng thêm nhiều khách hàng nữa đưa ra những cái lời phản hồi cũng như là review cho Nha Khoa Sunshine như vậy. Đấy chính là một trong những cái động lực rất là lớn cho đội ngũ y bác sĩ cũng như là ekip của Nha Khoa Sunshine có thể có thêm tinh thần để có thể phục vụ những cái quý khách hàng đến với Nha Khoa hơn nữa. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình ạ. Chỉ trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi mà bác sĩ Hùng đã lấy được gần như 1/2 cái chiếc răng này ra khỏi cung hàm rồi. Và với những cái thao tác bằng máy liên e và máy hút thì chúng ta sẽ chỉ cần thao tác rất là nhẹ nhàng để có thể lấy răng ra khỏi cung hàm, cho dù là chiếc răng này mọc khá là khó. Với những cái chiếc răng mà mọc nghiêng hoàn toàn 90 độ, trong khi đó là tình trạng mọc ngầm như thế này thì những cái bác sĩ mà không có chuyên môn cũng như là cơ sở vật chất mà không đảm bảo đủ để có thể thực hiện một ca tiểu phẫu này thì chắc chắn sẽ không dám nhận những cái trường hợp răng khó như thế này đâu. Tuy nhiên, bác sĩ Đình là một trong những chuyên gia hàng đầu về tiểu phẫu implant mà chúng tôi vẫn tưởng đùa là rằng là bác sĩ là một trong những bàn tay vàng trong lĩnh vực răng hàm mặt, có thể xử lý những cái ca khó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Như các bạn theo dõi trên màn hình thì ca tiểu phẫu nhổ răng 8 này khá là khó, và lát nữa thôi thì chúng ta sẽ được xem cái phim chụp panorama toàn hàm để hiểu hơn là cái ca này vì sao mà bác sĩ cần phải thao tác rất là tỉ mỉ như vậy. Hiện tại thì vẫn đang còn hai cái phần chân răng của anh khách hàng này đang sát ở phần cung hàm, và bác sĩ sẽ cần phải rất là tỉ mỉ bởi vì chân răng thì cong mất mà trong khi đấy thì nó lại mọc sâu ở trong cái phần hàm và lệch về hướng má. Chính như vậy mà nếu bác sĩ mà không có đủ chuyên môn thì sẽ khó mà có thể thao tác nhẹ nhàng để có thể lắp răng ra khỏi cung hàm như vậy. Nếu mà các bạn đã theo dõi những cái buổi live stream trước đây của Nha Khoa Sunshine Dental Clinic thì bác sĩ Bình hay là bác sĩ Mạnh khi mà thao tác trong khoang miệng của bệnh nhân đều rất là nhẹ nhàng và cũng rất là tỉ mỉ để có thể thực hiện bất kỳ một cái thao tác gì. Và trước khi mà được nhổ răng thì chúng ta sẽ được chụp phim toàn hàm panorama trước để bác sĩ có đưa ra được những cái chẩn đoán ban đầu. Và trong cái quá trình mà bác sĩ thao tác với phim chụp có sẵn thì sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà mình có thể điều chỉnh cái thao tác trong khoang miệng và đưa ra cái chẩn đoán chính xác nhất. Ví dụ là kiểm tra xem cái răng đấy là có bao nhiêu chân răng và cái việc mà mình nhổ răng như vậy đã còn sót chân răng nào chưa. Và hơn nữa là sau khi mà nhổ răng xong rồi thì bệnh nhân cũng sẽ điều chỉnh một cái bức phim panorama nữa để kiểm tra là cái phần huyệt đồ răng đã sạch sẽ chưa và cái chân răng có còn sót lại nữa không. Thì đây là một trong những cái ưu điểm mà các bạn sẽ nhận được khi nhổ răng tại Sunshine Dental Clinic các bạn nhé. Các bạn có thể theo dõi ạ. Với cái việc mà nhổ chân răng 8 hàm dưới như thế này thì bác sĩ sẽ cần rất là tỉ mỉ cũng như là kỹ thuật rất là lưu luyện để có thể nhổ răng một cách nhanh chóng. Đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình hình ảnh của răng hàm răng của anh khách hàng là anh Huy Hoàng đây ạ. Hai chiếc răng 8 hàm dưới là mọc nghiêng hoàn toàn các bạn nhé. Và hiện tại thì có vẻ như bác sĩ đang cố gắng thao tác nhẹ nhàng nhất để có thể gắp chiếc chân răng ra khỏi cung hàm. Bên cạnh có thể theo dõi trên màn hình phần chân răng rất là cong móc cũng như là đâm sâu vào phần hàm để lấy ra thì bác sĩ chỉ cần thao tác rất là nhẹ nhàng thôi. Sau khi mà đã chia cắt cái phần chân răng xong rồi thì việc nhổ răng như thế này rất là êm ái. Như các bạn thấy trên màn hình thì khách hàng rất là thoải mái trong cái quá trình mà bác sĩ thao tác. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa phim chụp panorama toàn hàm các bạn nhé. Hai phần răng rất là cong móc đây, các bạn có thể theo dõi. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Nếu các bạn không nhìn thấy rõ phim chụp của bạn khách hàng Huy Hoàng thì các bạn cũng có thể comment ngay phía dưới thì Nha Khoa Sunshine sẽ để lại ngay dưới phần comment hình ảnh của phim chụp panorama. Và những cái bạn khách hàng nào mà cũng có tình trạng tương tự như thế này, răng đã mọc ngầm lên mí được một phần rồi và các bạn đã có thể cảm nhận khi các bạn soi gương này hoặc là các bạn đưa tay vào để sờ thì các bạn cũng thấy trên răng
cái phần thân răng đã mọc ra một phần rồi thì các bạn hãy nhanh chóng đến với nha khoa Sunshine Dental Clinic để được chụp phim này cũng như là được thăm khám với bác sĩ chuyên môn, thì các bạn sẽ được đưa ra cái phác đồ điều trị phù hợp nhất. Các bạn đang thấy trên màn hình là bác sĩ đang thực hiện đúng bước đặt thiết PRF các bạn nhé. Đây là một trong những cái bước rất là quan trọng trong tiểu phẫu nha khoa, bởi vì là sau khi mà nhổ răng xong thì chúng ta sẽ mất một cái khoảng trống rất là lớn ở trong cái phần xương hàm, bởi vì phần răng đã mọc lên rồi, và để tái tạo lại cái tổ chức tổn thương đấy cũng như là làm đầy cái phần xương sau 1 đến 2 tháng thì sẽ cần những cái huyết tương PRF này sẽ giúp phục hồi nhanh chóng đến 75%, và khách hàng cũng sẽ được cầm máu tức thì, sẽ chỉ mất tầm khoảng 1 đến 2 tiếng thôi là các bạn đã có thể bỏ cái phần gạc mà bác sĩ bảo bạn cắn trong cái quá trình mà mình rời khỏi nha khoa rồi. Các bạn có thể thấy những cái lời chia sẻ trong quá trình mà bác sĩ nhổ như vậy thì tình trạng răng của anh khách hàng này thực sự rất là khó. Chính vì vậy mà cái thao tác mà để nhấc cái phần chân răng ra, bác sĩ cần những cái kỹ thuật cũng như là tay nghề rất là tốt. Và nếu mà về mình có chịu ê một chút thì hãy hiểu rằng là với cái chân răng khó như thế này thì chắc chắn bác sĩ sẽ cần phải nhấc ra khá là dùng một cái lực khá là nhẹ thôi. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ cảm nhận ê một chút ở trong cung hàm. Tuy nhiên cái khoảng thời gian mà mình chịu ê như này sẽ chỉ diễn ra trong vòng 1 đến 2 ngày thôi. Còn sau đấy thì mình sẽ được phục hồi hoàn toàn. Và hơn nữa là nhổ răng tại Sunshine Dental Clinic thì các bạn sẽ phục hồi rất là nhanh chóng, cũng như là không ảnh hưởng đến công việc thường ngày của mình đâu. Nếu các bạn đã từng sử dụng dịch vụ của nha khoa Sunshine thì các bạn cũng sẽ biết rằng là với những cái khách hàng mà nhổ răng xong thì có nhiều khi là khách hàng đã có thể tự mình đi về rồi. Và hơn nữa là cái khoảng thời gian mà mình phục hồi sau khi nhổ răng là các khách hàng sáng hôm nay nhổ thì buổi chiều cũng như là buổi trưa ngày hôm sau là đã có thể ăn cơm rất là thoải mái rồi, không hề có cảm giác khó chịu. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý một chút là cái việc vệ sinh răng miệng ấy ạ. Sau khi mình nhổ thì rất là quan trọng, bởi vì là cái thời điểm này thì dễ sát thức ăn vào cái khoảng trống răng tăng. Và hơn nữa là cái việc mà mình không nên xúc miệng bằng nước muối để sát khuẩn các bạn nhé, mà các bạn hãy chú ý làm theo đúng những cái hướng dẫn mà nha khoa Sunshine có nốt lại trong một cái tờ A4 và đưa cho bệnh nhân. Thì các bạn hãy đọc kỹ những cái hướng dẫn mà bác sĩ đưa ra như vậy để có thể giúp cái quá trình mà phục hồi của mình diễn ra trong vòng thời gian ngắn nhất thôi. Và cái việc nhổ răng khôn thật ra là không quá nguy hiểm và cũng như không quá đáng sợ như những cái lời đồn đâu các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn trên màn hình cái phần chân răng của bạn Huy Hoàng đã được chia cắt ra rất là bé, chỉ tầm từ 1 đến 5 mm thôi. Và với công nghệ liên e như thế này thì trong suốt cái quá trình 10 phút vừa qua để nhổ một chiếc răng 48 thì rất là nhẹ nhàng, và khách hàng cũng cảm thấy rất là thoải mái, không hề khó chịu. Và hơn nữa là chúng tôi cũng sẽ luôn dặn với khách hàng trước khi mà nhổ răng là hãy giao tiếp với bác sĩ bằng tay. Nếu các bạn cảm thấy khó chịu hay là tương tức trong quá trình mà mình nhổ răng thì hãy giơ tay ra để ra hiệu cho bác sĩ. Và nếu mà bác sĩ, khi mà bác sĩ thấy được thì bác sĩ sẽ thay đổi những cái thao tác trong kinh hàm để các bạn thoải mái hơn và cũng như êm ái nhất. Và hơn nữa là trong quá trình mà thao tác thì bác sĩ cũng sẽ nói trước với bệnh nhân là nếu mà mình trước khi mà một cái hành động như là tiêm tê này cũng như là nhấc răng ra khỏi kinh hàm này thì bác sĩ sẽ thường xuyên là trấn an bệnh nhân bằng cách là xin lỗi em, cái phần này thì sẽ hơi đau một chút nhé, thì em chịu khó giúp anh, hoặc là cái phần này thì em thả lỏng cơ thể một chút thì anh sẽ thao tác rất là nhanh thôi. Và đây chính là một trong những cái hành động rất là nhỏ thôi, tuy nhiên là sẽ giúp khách hàng rất là thoải mái trong quá trình mà bác sĩ thao tác. Đây các bạn có thể nhìn thấy là bác sĩ thao tác rất là cẩn thận cũng như là rất là nhẹ nhàng. Để nhổ một chiếc răng như vậy thì bác sĩ rất là nhiều sức lực cũng như là cần phải tư duy rất là nhiều để có thể nhổ một chiếc răng.
Hiện tại thì bác sĩ đang thao tác ở trong cung hàm là đang bóc tách cái phần mô mềm các bạn nhé. Các bạn có gì nhìn rõ được trên màn hình không ạ? Chúng tôi sẽ luôn đưa ra những cái buổi live stream trực tiếp như thế này để giúp các bạn có cái nhìn thực tế nhất cũng như là cận cảnh nhất về cái quá trình mà nhổ răng khôn cũng như là gắn mắc cài này. Hoặc là nếu các bạn mà đang mong muốn là Nha Khoa Sunshine sẽ tổ chức thêm những cái buổi live stream về những cái dịch vụ khác như là dàn xí veneer này, cũng như là siết mắc cài này, hoặc là những cái dịch vụ như là cấy ghép implant thì các bạn cũng comment ngay phía dưới đây viết đi. Những cái yêu cầu của các bạn sẽ được Nha Khoa tiếp nhận, cũng như là Nha Khoa sẽ đưa ra những cái chương trình về livestream phù hợp nhất để giúp các bạn có thể thấy những cái hình ảnh chân thực nhất về quá trình chữa phẫu Nha Khoa. Bởi vì trong cái lĩnh vực y tế thì các bạn biết là khá là đặc thù, chính vì vậy mà một số hình ảnh trong quá trình mổ xong thì khá là nhạy cảm về cái việc mà nhiều bạn rất là sợ máu me. Tuy nhiên là trong cái nếu mà không đưa những cái hình ảnh thực tế như các bạn nhìn theo dõi trên màn hình thì khó để các bạn tin tưởng được là nhổ răng thực sự là rất là nhẹ nhàng, không hề có những cái thao tác như là giật hay là xoay hay gì đầu bệnh nhân để có thể lấy một chiếc tay lại ra khỏi cung hàm như những cái công nghệ trước đây. Đang các bạn nhìn vào màn hình có thể thấy tác động lực cơ học trên tay bác sĩ rất là nhẹ nhàng thôi, chỉ cần xoay nhẹ thôi là đã có thể tạo một cái lực đẩy răng ra khỏi cung hàm rồi. Vậy thì tại sao những cái bạn khách hàng mà đang có những cái vấn đề về răng không nhanh chóng liên hệ ngay với Nha Khoa Sunshine Dental Clinic để xử lý các bạn nhỉ? Đây các bạn có thể thấy là thao tác của bác sĩ rất là nhẹ nhàng, tay nghề của bác sĩ Bình là một trong những cái bác sĩ gọi là chuyên môn rồi, cũng như được coi là một trong những cái bàn tay vàng trong lĩnh vực chữa phẫu Nha Khoa rồi. Thì các bạn đã đến với Nha Khoa Sunshine và được sử dụng dịch vụ của Nha Khoa thì chắc chắn sẽ được trải nghiệm những cái mức độ hài lòng là ở mức độ cao nhất, bởi vì chúng tôi luôn đặt khách hàng lên vị trí hàng đầu. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đấy ạ, những chiếc răng đã được chia cắt ra rất là bé bằng máy biên e đây rồi. Với cái thủ thuật từng máy biên e thì và ngoài ra thì kỹ thuật của bác sĩ Bình thì sẽ giúp cái phần răng mọc khó, mọc nghiêng, mọc ngầm hay là những cái răng bị tình trạng là viêm nhiễm cũng như là lợi trùng sẽ xử lý chỉ trong vòng tầm khoảng 10 phút thôi. Và nhiều bạn khách hàng cũng có hỏi Nha Khoa rằng mình đang bị đau và cũng như là đang sưng viêm thì không biết là có nhổ được không, thì câu trả lời là hoàn toàn là nhổ được các bạn nhé. Các bạn chỉ cần là nếu mà các bạn sốt này, hoặc là nếu mà mình đang ở trong giai đoạn mà mang bầu những tháng đầu thai kỳ hoặc là những tháng cuối thai kỳ thì các bạn nên không nên nhổ thời điểm này, mà thay vì thế thì hãy chờ qua cái thời điểm mình hết sốt hoặc là qua cái thời điểm mang thai khá là nhạy cảm thì chúng ta hãy đến với Nha Khoa để được nhổ các bạn nhé. Và hơn nữa là nếu mà đang sưng viêm ấy thì Nha Khoa vẫn có thể nhổ tốt, và hơn nữa là nhổ xong thì bác sĩ sẽ nạo sạch cái phần ổ viêm thì sẽ giúp cái việc mà giảm cái tình trạng là hôi miệng này cũng như là đau nhức này, và ê buốt ở trong cung hàm hầu như là giải quyết hoàn toàn chỉ sau một cái lần mà bác sĩ đến khám thôi. Và nhiều bạn khách hàng cũng đang thắc mắc với Nha Khoa Sunshine rất là nhiều câu hỏi. Vậy thì các bạn hãy comment ngay phía dưới livestream này những cái vấn đề thắc mắc về cái chi phí này hay là bệnh lý cá nhân trong khoang miệng thì cũng hãy chia sẻ với Nha Khoa Sunshine để được đội ngũ y bác sĩ cũng như là chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ một cách sớm nhất các bạn nhé. Các bạn có nhìn rõ cái hình ảnh của hai chiếc răng 8 đang được bác sĩ Bình nhổ ra đây không ạ? Với kỹ thuật máy liên me này thì chắc chắn là nhổ răng sẽ hoàn toàn nhẹ nhàng và rất là êm ái rồi. Và các bạn theo dõi thì khách hàng rất là thoải mái trong suốt cả cái quá trình mà bác sĩ nhổ như vậy. Và với cái việc mà nhổ răng 8 hàm dưới thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với việc nhổ răng 8 hàm trên, bởi vì là cái mật độ xương ở hàm dưới thì rất là chắc chắn cũng như là cứng hơn rất là nhiều, và hơn nữa cái tình trạng của anh khách hàng này thì mọc lệch nữa và mọc ngầm, thì với cái việc mà nhổ răng thì khó khăn hơn cũng như là tốn nhiều thời gian và cần kỹ thuật và tay nghề bác sĩ rất là cao. Và chính vì vậy mà nhiều bạn thắc mắc là vì sao chi phí nhổ răng khôn hàm trên
lại rẻ hơn răng khôn hàm dưới. Thì các bạn hãy nhìn vào những cái kỹ thuật mà bác sĩ cần phải thao tác trong khoang miệng để đưa ra được những cái đánh giá chính xác nhất, bởi vì chi phí nhổ răng tại nha khoa Sunshine là quá hợp lý so với cái mức giá mà chúng tôi đưa ra rồi, và cái lợi ích mà khách hàng nhận được thì rất là cao, và cái sức khỏe phục hồi sau khi mà mình nhổ răng xong thì sẽ chỉ mất 1 đến 2 ngày thôi và không hề ảnh hưởng đến công việc. Và với những cái bạn khách hàng mà đã từng được chỉ định là nhổ gây mê rồi thì cái chi phí chắc sẽ lên đến tầm 10-20 cho đến 30 triệu. Thì thay vì thế, các bạn đến với nha khoa Sunshine thì cái mức chi phí rất là hợp lý. Ngoài ra là mình gây tê thì sẽ không cần cái thời gian nghỉ dưỡng lâu. Chính vì vậy mà cái việc mà không ảnh hưởng đến công việc này cũng đã tiết kiệm cho mình một cái phần chi phí rồi, đúng không ạ? Và với cái khoảng thời gian mà mình đến nha khoa Sunshine sẽ chỉ mất tầm khoảng 30 phút thôi. Chúng ta sẽ chỉ cần sắp xếp nửa buổi trong ngày, các bạn có thể đến vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Và nếu mà các bạn đặt lịch trước tại nha khoa Sunshine, ví dụ như bạn đặt lịch vào 9:30 qua thăm khám cũng như là nhổ răng khôn đi, thì các bạn sẽ đến là được đi và thực hiện dịch vụ luôn và không cần chờ đợi, bởi vì nha khoa Sunshine có một cái quy trình rất là chuẩn chỉ, cũng như là chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp những cái lịch khách hàng cách nhau từ 30 cho đến 1 tiếng để có thể giúp các bạn có không cần phải chờ đợi. Và khách hàng mà đã nhiều đi rất là nhiều các bệnh viện cũng như là nha khoa rồi, cái việc mà phải chờ đợi là một trong những cái nỗi ám ảnh lớn của khách hàng, bởi vì là nó mất rất là nhiều thời gian và khiến cho mình cái tâm lý là lo sợ nhiều hơn. Vì là mình chưa được tư vấn với bác sĩ sớm nhất mà nhìn những cái hình ảnh bệnh nhân khác như vậy thì rất là lo lắng, đúng không ạ? Tuy nhiên là với nha khoa Sunshine thì các bạn sẽ được vào thực hiện một cái quy trình như vậy luôn thì rất là nhanh chóng, chúng ta đã có thể xử lý rồi. Và vậy là chỉ xong khoảng 20 phút thôi là bác sĩ đã nhổ xong hai chiếc răng khôn hàm dưới rất là khó rồi. Vậy thì hãy cùng theo dõi là với hai chiếc răng khôn hàm trên thì thực sự bác sĩ sẽ nhổ rất là nhanh thôi, mất tầm khoảng 1 đến 2 phút cho một răng thôi. Hình ảnh các bạn đang theo dõi trong buổi livestream trên màn hình là bác sĩ đang khâu trị tủy tiêu cho huyệt ổ răng 38 các bạn nhé. Sau khi mà đặt huyết tương PRF rồi thì việc khâu trị tủy tiêu rất là quan trọng, bởi vì là trị tủy tiêu là một trong những cái chỉ định mà bác sĩ Bình đưa ra để giúp khách hàng có thể phục hồi nhanh chóng hơn, bởi vì là cái phần huyệt ổ răng sẽ đầy lên cũng như là lành thương dần theo cái thời gian mà trị tủy tiêu, và cái việc mà không cần phải tác động vào huyệt ổ răng thêm một lần nào nữa thì sẽ giúp cho khách hàng không quá đau đớn, cũng như là chỉ cần mình đến sau một lần thôi là đã xử lý hoàn toàn cái vấn đề về răng miệng rồi. Kể cả những khách hàng là Việt nhiều này, hay là những cái bạn khách hàng mà từ tỉnh xa, có những bạn thậm chí là bay từ miền Nam vào vì nghe danh của bác sĩ của nha khoa Sunshine và tin tưởng là tay nghề của bác sĩ để thực hiện cái việc nổ răng này cơ. Nên là những cái bạn khách hàng nào mà ở Hà Nội thì đây chính là một cái cơ sở nha khoa quá là uy tín rồi, bởi vì những cái bạn khách hàng xa cũng tin tưởng như vậy thì chúng ta đang có lợi thế là ở Hà Nội. Tại sao không tìm đến Sunshine Dental Clinic để có thể nổ răng một cách nhẹ nhàng và êm ái nhất các bạn nhỉ? Vậy thì chúng ta theo dõi nhé một cái quá trình nổ răng như vậy, khách hàng cảm thấy rất là êm ái và thoải mái, thì chúng ta sẽ càng có niềm tin hơn vào nha khoa. Và các bạn sẽ đến với nha khoa Sunshine cho một cái tâm lý là nhẹ nhàng nhất cũng như là tin tưởng vào bác sĩ nhất, đúng không? Đây các bạn có thể thấy là trong cái quá trình mà bác sĩ thực hiện nổ răng như vậy thì vẫn luôn trao đổi với bệnh nhân cũng như là hỗ trợ cũng như là động viên bệnh nhân để giúp bệnh nhân có cái tâm lý là tốt nhất. Cái việc mà giao tiếp trong quá trình mà điều trị như vậy thì sẽ giúp cái thời gian mà tiểu phẫu các bạn sẽ cảm thấy nhanh hơn, bởi vì là không có cái khoảng lặng trong cái thời gian mà mình tiểu phẫu, và giúp cái việc mà mình giảm cái phân tán cái sự lo lắng của khách hàng đi thì sẽ giúp các bạn là không thấy đau cũng như là cái tiết tê nó gần nhanh hơn, và mình sẽ cảm thấy là nổ răng cũng nhẹ nhàng chứ không hề đau đớn và gây sang trở như các bạn vẫn hay lầm tưởng ạ. Các bạn
bạn có thể nhìn thấy hiện tại thì bác sĩ sẽ thực hiện tiêm te cho cả hai chiếc răng hàm trên cùng một lúc, bởi vì răng hàm trên thì mổ sẽ rất là nhanh thôi và sẽ chỉ mất tầm khoảng 1 đến 2 phút. Chính vì vậy mà bác sĩ sẽ thao tác cùng một lúc để có thể rút ngắn thời gian và thực hiện mổ răng nhanh nhất. Các bạn có thể thấy là những cái thao tác của bác sĩ ở cái vùng khoang miệng của bệnh nhân rất là nhẹ nhàng và rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Và nếu mà bạn khách hàng nào mà đã biết đến răng khoa sai thì các bạn sẽ biết cái chương trình là sau khi nhổ răng khôn xong thì các bạn sẽ được một cái ưu đãi, đấy chính là vệ sinh răng miệng trọn đời. Cứ tầm khoảng 1 năm 2 lần thì các bạn hãy lưu ý là qua Sunshine để được hỗ trợ vệ sinh răng miệng, lấy cao răng và đánh móng răng các bạn nhé. Đây là những cái ưu đãi hoàn toàn là miễn phí cho khách hàng và đây là lợi ích mà các bạn sẽ nhận được, nên các bạn hãy tận dụng cái việc đấy đi. Và chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình nhé. Đây, một chiếc răng 18 đã được nhấp ra rồi. Chắc chỉ sau khoảng 15 đến 20 giây sau khi mà bác sĩ đã bóc tách cái mô mềm thôi, cái chiếc răng hàm trên ra thì khá là đơn giản, bởi vì phần xương hàm ở khá là tốt, chính vì vậy mà bác sĩ lấy răng ra rất là dễ thôi. Và sau khi mà nhấp xong ra khỏi cây hàm thì bác sĩ sẽ tiến hành đặt huyết tương PRS các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn lên màn hình. Như chúng tôi đã giải thích từ trước đấy thì việc đặt huyết tương PRS này thì sẽ giúp cầm máu tức thì và sẽ giúp bệnh nhân lành thương nhanh hơn. Và các bạn khách hàng mà có muốn sử dụng dịch vụ này thì hãy lưu ý là trao đổi với bác sĩ để có thể đưa ra những cái xét nghiệm trước khi mà mình tiến hành đặt huyết tương các bạn nhé. Các bạn nhìn trên màn hình những cái thao tác rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Các bạn có không thể nghĩ rằng nhổ răng 8 lại dễ dàng và nhẹ nhàng đến thế. Đang các bạn có thể theo dõi là những cái tác động rất là bé thôi. Lấy thêm một chiếc răng 18, 28. Như vậy là trong thời gian rất là ngắn đã lấy xong 4 chiếc răng khôn ra rồi. Chưa để 30 phút các bạn ạ, là lấy xong 4 chiếc răng rồi. Trong đấy thì 2 chiếc răng hàm dưới khó thì bác sĩ sẽ cần mất thời gian lâu hơn. Còn đối với 2 chiếc răng hàm trên, kỹ thuật của bác sĩ mình với 10 năm kinh nghiệm thì sẽ lấy rất là dễ dàng thôi. Chỉ cần một cái thủ thuật sau nhẹ, tác động được cơ học nhẹ nhàng là lại có thể giúp răng ra khỏi cung hàm rồi. Các bạn có thể theo dõi nó là một ekip của nha khoa Sunshine phối hợp rất là nhiệt tình, và hơn nữa là bác sĩ mình thì luôn theo sát cái tình trạng của bệnh nhân và thao tác dựa trên những cái chỉ dẫn cũng như là chuyên môn rất là bài bản. Chính vì vậy mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Thật ra thì nhổ răng khôn rất là nguy hiểm và có thể gây biến chứng nếu như các bạn đến những cái cơ sở nha khoa không uy tín, và hơn nữa là môi trường không đảm bảo vô trùng tuyệt đối thì sẽ gây ra cái tình trạng viêm nhiễm này, và sau khi mà vết thương tái tạo lại lành thương thì cũng sẽ có cái tình trạng là sưng đau đỏ và cũng như là nhức trong cái vùng xương hàm. Tuy nhiên tại nha khoa Sunshine thì hoàn toàn không có cái tình trạng đấy, bởi vì khách hàng được nhổ răng trong môi trường an toàn, cũng như là mọi công cụ cũng như là mọi vật liệu đều được vệ sinh và an toàn tuyệt đối và hoàn toàn trong môi trường vô khuẩn, nên các bạn có thể yên tâm các bạn nhé. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình, vậy là chúng ta đã đi được những cái bước cuối cùng rồi. Và sau đây chúng ta sẽ đến bước là chụp một bức phim toàn hàm panorama cho anh khách hàng. Đây các bạn có thể thấy là anh khách hàng rất là vui tính sau khi nhổ răng xong, đúng không ạ? Và chúng ta hãy đến bước chụp phim thì chúng ta không thể nghĩ được là một cái bạn khách hàng mà vừa nhổ 4 răng xong thì đã có thể thoải mái như vậy, có thể cười tươi và cũng như có thể giao tiếp trước ống kính rất là tự tin như thế này rồi, đúng không? Và khách hàng của nha khoa Sunshine luôn là như vậy, rất là thoải mái và cũng như rất là cảm ơn những cái bác sĩ mà đã thao tác cho mình rất là nhẹ nhàng như vậy. Và chúng ta hãy cùng theo dõi là chỉ mất 15 đến 20 giây trong một cái quá trình mà chụp phim như thế này thôi, rất là nhanh chóng và không hề ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn nhé. Bởi vì chụp phim X quang tại nha khoa Sunshine thì sẽ chỉ chiếu phim vào cái phần vùng xương hàm thôi, và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là chụp phim rất là nhanh và rất là an toàn. Các bạn có thể theo dõi là nha khoa Sunshine đầu tư các cái trang thiết bị
rất là hiện đại và phục vụ rất là tốt cho bệnh nhân. Rất là nhiều cơ sở nha khoa mà không có đầy đủ trang thiết bị thì sẽ phải mất thời gian cho khách hàng phải đi đến những cái cơ sở mà có máy chụp phim này để chụp phim, thì rất là mất thời gian của khách hàng. Trong khi đấy thì cả một cái quy trình của nha khoa Sunshine là khép kín các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đây, phim chụp sau nhổ của khách hàng sẽ hiện ra trên màn hình luôn. Và hơn nữa là các bạn lưu ý là về nhà thì nha khoa Sunshine sẽ có một cái app riêng để quản lý những cái thông tin của khách hàng, và khách hàng có thể theo dõi hình ảnh phim chụp panorama của mình cũng như là cái quá trình điều trị của mình tại cái app đấy. Và các bạn hoàn toàn có thể tải cái phim của mình về để xem xét là mình có còn sót chân răng nữa không. Nhưng mà thật ra thì trước khi mà mình nhổ răng và sau khi mình nhổ răng thì bác sĩ cũng sẽ trao đổi với mình một cách rõ ràng cũng như là kỹ lưỡng nhất rồi. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe những cái bạn tư vấn viên tư vấn cho anh khách hàng này về cái việc chăm sóc răng sau nhổ như thế nào, và cũng như là được hỗ trợ tốt nhất sau khi mà mình nhổ răng các bạn nhé. Đây, các bạn có thể thấy là bạn tư vấn viên của chúng tôi rất là nhẹ nhàng cũng như là chỉ cho bệnh nhân cái việc mà sử dụng thuốc như thế nào này sau khi mà mình nhổ răng xong, và hơn nữa là cái việc mà các bạn chú ý trường đá và ăn uống sau nhổ cũng là một trong những cái điều lưu ý rất là quan trọng để giúp quá trình phục hồi và lành thương nhanh nhất. Như vậy là quá trình mà nhổ bốn răng khôn của nha khoa Sunshine Dental Clinic, cả một cái quy trình 7 bước đã diễn ra gần như là xong rồi, và chúng tôi sẽ xin hẹn gặp lại các bạn vào những buổi livestream lần sau. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ đến hotline của chúng tôi 0989 377255 để được tư vấn sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.